Mến chào tất cả quý vị anh chị và các bạn chơi âm thanh gần xa kính mến nha. Ngày hôm nay em sẽ lên một video để giới thiệu đến toàn thể quý anh chị và các bạn chơi âm thanh gần xa một chiếc đẩy đinh reng audio để một kênh các bác nhé. Để một kênh dòng đẩy này thì sản xuất chuyên để chạy súp. Nhưng mà vì nếu giả sử chúng ta không muốn dùng súp nữa, chúng ta muốn chuyển sang đánh loa full thì chúng ta làm như thế nào ạ? Thì ngày hôm nay em sẽ hướng dẫn chi tiết các bác chúng ta xử lý những chiếc đẩy chuyên chạy súp như thế này để chuyển sang đánh loa full với chất âm nó cực kỳ dày, hay và sạch tiếng các bác nhé. Vốn dĩ nó chạy súp thì đương nhiên mạch đằng sau thiết kế là tiếng súp rất là sạch rồi, sạch và chắc tiếng bát rồi. Thế nên khi chúng ta chỉ cần hoán cải một chút thôi là âm thanh nghe rất là phê luôn. Và em về lô này được hơn 10 con. Hơn 10 con các bác nhá. Thì hôm nay em làm xong gần được khoảng 4 5 con, 6 con rồi bán gần hết rồi. Thì còn cái video này thì em làm để em gửi đến các bác những ai đang sử dụng những chiếc đẩy một kênh mà chúng ta đang để nó nằm một góc. Ví dụ chúng ta không dùng đính súp, không dùng đính súp nữa mà chúng ta muốn chuyển sang đánh loa full hoặc chơi loa full. Ví dụ các cái dòng như thế này chúng ta chuyển sang chế độ đánh mono. Mono là gì ạ? Đánh một cửa có thể chạy được một cặp full vô tư nhá, hoặc là một cặp bass 50 vô tư. Đấy, 40 hoặc 30 vô tư. Đấy. Đối với dòng này nó chạy 28 con sò. 28 sò thì tương đương công suất nó ra cũng phải rơi tầm khoảng 1.200 đến 1.500. 1.500 tầm đấy. 1.500W. Thì là công suất bình thường, còn công suất maximum nó tầm khoảng 2.000. Đấy, nên là chúng ta có thể hoán cả những chiếc đẩy như thế này để chúng ta đánh súp. Và bây giờ em sẽ test video cùng với các bác đẩy em đang bật nhé. Em chỉ đánh bằng một chiếc điện thoại kia thôi. Giờ em sẽ cho nhạc nó có mình súp thôi. Đấy. Các bác nghe không ạ? Em đánh cái loa này nhá. Okay. Mình bát rồi. Đằng sau này vẫn chỉnh được bình thường các bác nhá. Đằng sau vẫn chỉnh này. Nó sẽ triệt tiêu âm thanh rất là thấp luôn. Cái răng này mà để nguyên bản này thì các bác đương nhiên là sẽ không chuyển sang đánh lời đâu. Nó không có lời đâu. Nó cắt giải rất là sâu rồi. Còn ví dụ khi nào các bác không muốn chơi loa full, các bác muốn về chơi với loa súp thì rất là đơn giản thôi. Đấy. Em sẽ hướng dẫn chi tiết các bác chúng ta chuyển đổi hoán đổi cái mạch này. Đấy. Ục 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 đấy. Bằng cách như thế nào ạ? Thì hiện tại những dòng đẩy thế này nó hoàn toàn chạy mono nên tín hiệu âm thanh đi vào gọi là cổng đơn các bác nhé. Đấy, giờ em xin phép tắt cái đẩy này. Đấy, nếu đó là mạch đơn rồi thì chúng ta sẽ xử lý như sao. Đầu nguồn đi vào ở đây. Đấy, em sẽ zoom cho các bác nhìn. Đây ạ, đây là cái mạch chuyển đổi súp ở trên cái đẩy này các bác nhé. Thì ở đây nó sẽ có, nó có những cái đường nguồn như sau. Một là đường tín hiệu này. Khi đã chuyển đổi và giải mã tất cả mọi thứ, đưa về chế độ súp trống thì đi theo đường này. Và chân thứ hai là chân mát. Chân thứ ba là chân dương 20V. Mạch này nó chạy IC cũng kiểu dạng 4558 nhưng mà là tận 20V các bác nhé. Cộng trừ 20V ở đây sẽ là 20V, ở 20V tiếp. 20V và cộng trừ 20V. Còn đây là mát. Đấy. Vậy cho nên là khi đầu âm thanh đi vào, âm thanh đi vào bên đây qua rất cổng con ông này, nó sẽ chuyển đổi, nó sẽ chuyển đổi tất cả các mạch này xuống, nó sẽ chuyển đổi tất cả các mạch này. Và con đầu IC đầu tiên đấy, con IC đầu tiên con này đây các bác quan sát, đây là con này, con này sẽ tạo mức tín hiệu khuếch đại đầu tiên ở cổng đi vào. Đấy. Và sang con thứ hai. Con thứ hai là con dưới cùng này. Con dưới này. Đấy.
Con này là sự mục đích của nó để lọc nhiễu âm thanh và đưa âm thanh quay trở về con IC thứ ba này. Thì ở nhiệm vụ của con IC thứ ba này, nó có nhiệm vụ là nó lọc các cái tần số cao và đưa những dải tần thấp bằng qua vị trí chiết áp này. Còn chiết áp nó chính là cái chiết áp chỉnh các cái dải tần để đưa thấp xuống, không cho các cái dải trung với dải mid chạy ra ngoài nữa, chép chạy ra ngoài nữa. Đấy. Thì kể cả mà khi chúng ta mà muốn sử dụng thì chúng ta chỉ cần tháo một cái con tụ này thôi, thì tiếng trung, tiếng chép nó cũng sẽ ra rồi, nhưng mà nó sẽ không được sáng tiếng, nó vẫn còn rất là dày tiếng bát, rất là dày tiếng bát. Đấy. Còn nếu chúng ta mà xử lý cái mạch này, đấy, chúng ta không cho qua con IC nữa, sẽ lấy cái mạch trực tiếp từ vị trí này để đấu đến cái cổng ra của con IC 458 này, cho nên nó sẽ là cổng ra qua con chuyển trở, sau đó qua con tụ chạy xuống dưới, đấy, sang bên trên này. Thì vậy bây giờ tôi sẽ cùng các bạn cắt cái mạch này đi, câu chiếc dây này chạy lên trên này. Rồi, ok, tôi sẽ tạm gián đoạn video một tí, thì cắt xử lý xong tôi sẽ quay lại cho các bạn xem nhé. Vâng, như em nói lúc nãy thì em sẽ thực hiện dùng chiếc dao này, dùng con dao này để em cắt mạch các bác nhé. Khi cắt mạch thì các bác cần phải cắt dứt khoát, sau đó các bác test thử lại xem nó có chạy hay không nhé. Như vậy là đã cắt xong rồi đấy. Khi nào các bác không muốn chơi dạng loa full nữa, đấy, như trên đây là nãy là cắt cái ngay cái vị trí này là cái mạch giải mã đi xuống bên dưới nhé. Thì ví dụ chúng ta không muốn chơi chơi súc thì chúng ta có thể chuyển sang chế độ đánh đánh súc. Không muốn chơi full thì chuyển chế độ súc. Đây, bây giờ em cắt mạch rồi không ra tiếng nữa. À, bây giờ em sẽ trực tiếp đấu một sợi dây. Chúng ta vẫn quan sát nhé. Ngắn thôi, không cần dài. Sợi dây ngắn thôi, vì khoảng cách cũng không dài lắm nên ta chỉ cần đấu một khoảng dây rất là ngắn thôi. Nếu mà tính về vấn đề chi phí chúng ta sử dụng thì nó quá là rẻ luôn. Một chiếc đẩy như thế này thì anh đang bán với giá là 2.500.000 đồng các bác nhé. Có chuyển hàng toàn quốc luôn cho bác nào muốn chơi. Vậy chi một con đẩy khoảng 56 sò chúng ta chỉ bỏ ra tầm khoảng 4-5 triệu là chúng ta mua một con đẩy này rồi. Còn nếu trên thị trường mà chúng ta dùng một con đầy tầm khoảng trên 50 sò để đi thì giá nó khá là chát, khoảng hơn chục triệu cơ. Khá là chát đấy các bạn. Nếu về độ trâu bò của con này nó chuyên trị súc thì đương nhiên nó sẽ rất là trâu bò rồi. Nó sẽ rất là trâu bò hơn các cái dòng đầy bình thường. Các bác nhớ là câu qua con điện trở các bác nhé. Chúng ta sẽ câu qua con điện trở, câu vào ngay chân con tụ này. Đấy. Nhớ là mối hàn chúng ta không nên để lem nhem, không nên để chậm chập mối hàn. Mối hàn phải gọn gàng vào, càng gọn bao nhiêu thì độ an toàn nó càng cao. Khi nào các bác không muốn chơi loa full thì chúng ta chỉ cần tháo sợi dây này ra, đúng không? Chúng ta tháo sợi dây này ra, sau đó chúng ta câu từ vị trí này sang cái vị trí chúng ta vừa mới cắt đây thì nó sẽ ra tiếng súc bình thường. Đấy. Bây giờ thành quả của chúng ta là gì? Giờ em sẽ bật cho nó chạy, các bác thử lắng tai nghe nhé, xem có ra lời không nhé. Ok,
như vậy là đã ra lời rồi. Và đằng sau này cũng vẫn có tác dụng không nhá, vẫn không còn tác dụng nữa, hết rồi, hết tác dụng rồi. Đấy, như vậy là đã xong. Đấy, giờ đã ra lời nhá, em đang đánh loa này này. Đây. Chơi cho to này lên. Hết cỡ, điện thoại nó khá là bé. Nhưng mà nói chung là đã ra lời rồi. Lúc đầu là các bác chúng ta lắng nghe nó ra gục thôi. Đấy, nó không ra được tiếng. Nhưng bây giờ lời đã ra nhá, rất là chắc luôn. Kể cả tiếng bát đang chưa đánh qua bất kỳ một hệ thống vang nâng nào cả. Như vậy chúng ta vẫn có thể là gọi là nguyên bản được. Vì sao? Về thứ nhất là em chưa hề can thiệp vào bất kỳ cái gì bên công suất cả. Tất cả mọi thứ hầu như là còn rất là ngon luôn. Đấy, kể cả tới những cái con linh kiện này các bác này. Đây, em zoom lại cho các bác nhìn nhá. Chân linh kiện này hoàn toàn là bằng 100% bằng chân đồng các bác nhá. Kể cả em cạo những con điện trở này này, những con diốt này. Đấy, những con diốt này cũng là chân bằng đồng luôn. Đấy, bằng đồng hết, tất cả chân linh kiện bằng đồng. Và hệ thống tản nhiệt sò siếc là còn nguyên bản 100% cả. Đấy, kể cả từ những con trong này. Nó trong chúng ta có một vế của nó là chạy 14 sò, 1 2 3 4 5 6 7. 7 14 con đèn thuận và 14 con đèn ngược thì bên kia cũng vậy. Bên kia cũng vậy các bác nhá. Đây ví dụ ở bên này nó chạy là khoảng 14 con đèn ngược thì bên này sẽ chạy 14 con đèn thuận, cả hai vế tương tự như vậy. Đấy, bên đây nữa. Đây các bác nhá. Mạch rất là sạch luôn, kể cả tụ đang nguyên bản hết nguồn. Tất cả mọi thứ. Đấy. Gì hết hết. Như con này thì em bán khoảng 2,5 triệu thôi. 2,5 triệu thôi các bác nhá. Biến nắp khá là to đấy, biến nắp chéo bề rộng khoảng tầm 20 cm. Đấy. Em chơi vệ sinh. Còn đây là những thành quả những con mà em đã làm được rồi. Đây, rất là đẹp luôn. Em đã vệ sinh và lau chùi. Đấy. Một con như thế này nó có thể đánh được một cặp 30 như thế này. Đánh được một cặp 30 các bác nhé. Còn súp thì đánh súp 50 côn 120 cũng có thể vẫn vô tư. Vô tư đấy các bạn. Vì theo em nghĩ những cái súp khoảng 40 thì em thấy trên hệ thống thì rơi tầm khoảng 16 sò thôi. 16 sò mà đến quay lại thôi. Nhưng mà con nó